Mọi người có thể xem giùm em là trực tiếp đây là cái kết quả của chị sau khi làm và trước khi làm của chị. Thì chị này bị hóp rất là nhiều, hóp ở cái vùng thái dương, ở bên vùng hai bên má và đặc biệt là phần lãnh mũi má sâu. Với lại cái phần mí dưới của chị á, cái phần lãnh lệ của chị nó cũng khá là nhiều. Cho nên trong trường hợp của chị này thì mình sẽ cấy mở mặt toàn bộ luôn, tức là mình sẽ cấy mở hai bên thái dương, vùng mí dưới, hai và rãnh mũi má cho chị để làm đầy cái gương mặt của mình hơn. Thì mọi người có thể xem kết quả của chị ngay sau khi mà chị mới cấy mở mặt xong. Thì cái mở mặt hồi nãy em cũng đã có rất là nhiều khách hàng quan tâm và có hỏi là cái mở mặt này đã có áp dụng rộng rãi chưa và đã có ai từng cấy mở mặt chưa. Thì đã có rất là nhiều khách hàng lựa chọn dịch vụ này, tại vì cấy mở là mình sẽ cấy mở tự thân của mình, tức là mình dùng chính cái phần mở bụng của mình hoặc là mở đùi, mình sẽ hút ra và qua máy ly tâm xử lý và mình sẽ tiêm trực tiếp vào trên gương mặt của mình. Thì đây là cái kết quả sau khi mà chị khách hàng mới vừa làm xong rất là đẹp. Thì cái phần rãnh của chị là mình thấy hiện tại là hai bên nó cũng đã mờ đi rất là nhiều. Hai bên thái dương của chị đặc biệt luôn là mình thấy nó tròn hơn, đúng không ạ? Khách hàng của mình xem giùm em kết quả của chị nè. Hai bên thái dương tròn hơn, rãnh mũi má của mình nó đã cải thiện rất là nhiều và cái vùng mí dưới của mình nó cũng đã hết sâu luôn. Đó, góc nghiêng của chị nè, hai bên má của chị. Đây. Cái mở mặt thì mình chỉ có những cái lỗ tiêm nhỏ nhỏ như thế này thôi để mà mình đưa mở vào. Bên cạnh nữa là nó sẽ không để lại sẹo, làm xong thì mình có thể đi về nhà trong ngày. Và khách hàng của bệnh viện mình có thể thấy là chị trong cái trạng thái là hoàn toàn tỉnh, không hề đau hay gì nhiều hết nha. Mới làm xong thì nó sẽ có hơi sưng cho mình, tuy nhiên là mình thấy chị làm xong rất là đẹp, nhìn nó trẻ hơn hẳn so với lại trước đây. Tại vì khi mà mặt của mình nó bị hớp á thì mình sẽ rất là già. Ví dụ như là hai bên thái dương của chị này nhìn vào rất là hớp, nhìn cái phần trán nó đưa ra luôn. Bên cạnh là cái phần hai bên rãnh mũi má của mình làm cho mình nó già đi. À, chị cho em hỏi là hiện tại chị có hài lòng với cái kết quả của mình không? Rất hài lòng. Rất là hài lòng ha chị ha, rất là đẹp. Tại vì hồi trước là chị này bị hớp rất là nhiều, đặc biệt là hai bên thái dương của chị. Tuy nhiên bây giờ là mỡ đã được đưa vào và chính vùng mỡ tự thân của mình, nên cái này là em đảm bảo là nó an toàn rất là cao. Bên cạnh nữa là mình dùng chính mỡ của mình nên là hoàn toàn không bị biến chứng gì hết luôn nha. Đó, đây rất là đẹp.